Ok, xin chào các bạn. Chào mừng quay trở lại series cùng chơi Final Fantasy 8 bản remaster. Cái bản mình có thể nói là cái bản mà Final Fantasy 8 mà tốt nhất là mình có thể chơi đúng không? Ok, mình sẽ chơi tiếp cái lần trước là đây là có thể nói là cái video số 2. Cái lần trước là chúng ta đang làm cái nhiệm vụ nó gọi là field, nói chung là gọi là nhiệm vụ nhưng vẫn trên thực tế vẫn là kiểm tra ấy. Nhưng mà gọi là test thực tế. Ok, mình chơi luôn. Sau một cái nữa là mình nói với các bạn nhiều lần là cái lần chơi này của mình ấy, tuy tuy là không phải là lần chơi đầu tiên của mình nhưng mà mình sẽ chơi là không phải là 100% game nhá. Đây là nó có một cái nhiều cái là 100% walkthrough ấy. Đó. Mình sẽ không chơi ở đấy, mình sẽ chơi như kiểu là như kiểu tất cả những cái người mà là bình thường người ta chơi nha, là mình sẽ chơi thế. Là có nghĩa là nếu các bạn nào chơi Final Fantasy 8 ấy thì là nó có rất là nhiều cái trò mà ghim level này kiểu, hoặc là ngay tại thời điểm này là có thể đi đánh bài farm rất là nhiều thứ ấy. Đấy, 100% các kiểu. Nhưng mà mình sẽ không chơi thế, mình cái phần chơi này của mình sẽ chơi thiên về kiểu như là story là chính. Mình sẽ chơi như tất cả các gì mà người bình thường chơi cả. Nhưng mà nói thì không có nghĩa là mình sẽ bỏ qua rất là nhiều, ví dụ đánh bài mình sẽ cố gắng là đánh bài hết. Kiếm hết các bài quân bài rồi. Mod cạc mod kết thì mình sẽ cố gắng mình chơi đầy đủ thôi các bạn. Nhưng mà ý của mình là mình sẽ không chơi kiểu mà 100% có nghĩa là ví dụ ông có thể ông kiếm cái loại mà lay hết ở đĩa 1 chẳng hạn. Cho những các bạn nào chơi rồi ấy, mình nói thế để cho các bạn biết là cái hướng chơi của mình nó sẽ như nào. Bởi vì cái game này thì trên thực tế là nó không có gì mới nữa và nó có về cái hướng dẫn ấy thì mình nói luôn là trên mạng nó có bây giờ là nó có rất là nhiều rồi, farm cái này farm cái nọ này, kiểu đánh quái trùng cuối đánh 1-2 hit là chết rồi. Hoặc là mình biết là cái thời điểm level là hiện tại ấy, là có nhiều nhân vật mà ghim level thì là có thể cho cái anh gì nhỉ, anh Squaw à, đâu trên thực tế là phải là anh Squaw là cái thằng nhân vật chính của mình ấy. Nằm chết ngay ngay từ đầu luôn này. Có nghĩa là hình như là để ghim level là quân địch là nó level thấp đấy ạ. Đấy. Nhưng mà mình sẽ chơi là nhân vật sống mà cho lên level đầy đủ. Đấy. Ok, bây giờ mình trở lại với cả trò chơi bởi vì mình giải thích cho các bạn lâu quá, để cho những cái bạn nào mà đã từng chơi Final Fantasy 8 rồi ấy, đã biết được cái hướng chơi của mình thế nào. Central Square, ok, chúng ta đi đến cái chỗ trung tâm. Miền thằng em nó gọi mấy cái vợ đấy ra để tần nhau à? Thằng này kiểu hiếu chiến nhỉ. What a idiot. Nào. Nhưng mà công nhận là cái bản này là cái character model nó làm lại rất là nhiều nhá. Nhưng mà cái phông nền ấy thì nó gần như không thay đổi. Không biết là có upscale không nhỉ. Nên cái sự khác biệt giữa nhân vật với cả cái hình nền nó rất là lớn ấy. Cái đoạn lần trước mình chơi đến đây rồi thôi nhỉ. À đâu đúng không? Chưa chưa chưa. Nên nếu mà các bạn đã farm cày thì là mình nghĩ là đến cái tầm thời điểm này là ví dụ anh Squaw là có thể lên được kiếm đen, nó gọi là kiếm đen nhỉ. Hoặc là có thể lên lên land hết rồi. Rất là kinh khủng. Đi farm đánh bài đánh biết ấy. Nhưng mà mình sẽ chơi như bình thường, như những cái người nào chơi bình thường. Đúng chất là chơi nói chung là chơi bình thường đấy, gọi là biết chơi nhưng mà không phải là quá farm cày. Đối với những cái bạn nào mà chưa chơi bản này thì chắc là mình nói có vẻ hơi mơ hồ đấy, không biết gì đâu. Nhưng mà mình phải nói như vậy cho những cái bạn nào mà gọi là thánh Final Fantasy 8 ấy để biết. Bởi vì cái trò này là nó có rất là nhiều kiểu để farm cày. Mà như là mình nói là cái trò Final Fantasy 8 là cái bản mà Final Fantasy ưa thích của mình. Nhưng mà về cái mảng mà farm cày ấy là chắc chắn là mình không thể là mình biết hết được đâu. Đánh bài các kiểu, đánh luật này, hoặc là phải đánh những thằng nào để lấy con nào ấy. Cái đấy là mình không không thể nào mình nắm chứ, nắm trong lòng bàn tay được. Cái rất là khó luôn này. Đấy. Ok, bay quay lại câu chuyện mình nói nhiều ấy. Bây giờ là chúng ta là có thể đi bây giờ dọn được cái quảng trường này. Bây giờ là vẫn phải dọn cái bọn mà nó gọi là Z-Fox ấy. Cái Z-Fox này bây giờ nghe cái như là cạc màn hình ấy. Nhưng mà trên thực tế là Z-Fox cái này là cái gì nhỉ?
Gabardian Fox là một cái bọn lính thuộc cái quốc gia. Nói chung là cái trò này là liên quan đến chính trị tương đối nhiều. Và như cái lần trước chúng là mình đã nói là cái bọn mà trong cái tổ chức của chúng ta thì là kiểu là lính đánh thuê, nhưng mà kiểu thiên về kiểu đặc nhiệm hơn. Có nghĩa là biết sử dụng rất là nhiều loại vũ khí và phép nữa. GF này lên được 1 này. Cái đoạn đầu tiên thì trên thực tế nó chẳng có gì. Đây là con chó này là stand still. Thằng này nó bảo đứng đây để đợi quân địch đến à, để phệt nó này. How boring. Bây giờ là không thể đi đâu được này. Mình thử ra đây xem có gì. Thằng này nó đang ức chế con chó này này. Bring it on. Get out here. Good. Thằng này là nó là Cypher. Mình còn anh nhân vật chính của mình là không phải là Square mà Squirrel. Squirrel như kiểu là tiếng Anh đọc như kiểu con sóc ấy. Squirrel. Gabardian Soldier. Cầm sâu mình. Bọn thằng này lại nào hiếu chiến nhỉ. Tiếc là cái bản này nó không lồng tiếng nhỉ. Đúng là cái lần trước mà có nhiều thông tin vịt nó bản lồng tiếng. Rất là đáng tiếc luôn. Nếu mà lồng tiếng được thì quá hay. Nhưng mà lồng tiếng thì nó thiên về kiểu remake này. Bởi vì cái thế giới của cái trò Final Fantasy 8 này nhá, nó tương đối lằng nhằng, và nếu mà làm remake thì khả năng là nó, cái độ khó của nó còn hơn cả Final Fantasy 7 nhiều ấy. Bởi vì nó có rất là nhiều cái setting ấy, ở thành phố này hay là lục địa này. Mà mình nghĩ là cái lượng thành phố với độ chi tiết của nó có thể nói là nó cao Final Fantasy 7. Thằng này nó mẹ trẻ trâu ấy nhỉ, đứng nó loanh quanh một phệt. Xong mà con này nó hú gì nhỉ. Chó này vẫn là thế sao, hình như không được chỉnh sửa mày. Trông chạy đúng kiểu chạy vẫn kiểu hồi xưa ấy. Nhưng mà cái character model của bọn lính này là nó chắc chắn là được upscale rồi, nhìn trông nó rất là nét thôi. Where the hell is it going? Bọn chúng đang đi đâu? Bây giờ chúng ta phải đi xem rằng cái bọn này nó đi đâu này. Bọn nó định làm cái gì vậy? Điểm đến chúng sắp tới à? À đúng rồi, nhiệm vụ của chúng ta là chỉ có hình như là secure cái chỗ này thôi chứ không phải đi điều tra mà. Scroll này. Ui, cái gì đấy? I stand by the captain decision. Captain, you want to wreck some havoc? Thằng này nó thái độ nhỉ? Test out my training. Thank you. Cái này là hội thoại nó để cho cái ngoặc kép này, mình lại cứ tưởng là nó trích dẫn. Trên thực tế nó nói chuyện với nhau. You lie, oh buddy buddy now. Đáng tiếc nhỉ, nếu mà cái trò này mà lồng tiếng thì mấy cái nhân vật như là Zell này là nó sẽ cá tính hơn một chút, nhưng mà cũng không vấn đề gì, đọc chữ này nó mình vẫn hiểu được cái kiểu cái, bởi bây giờ là cái thời điểm hiện tại là mấy game như kiểu rất là hot như là Persona ấy nhỉ? Lồng tiếng rất là chuẩn luôn. Chúng ta có thể biết được cái loại nhân vật của nó là nó cá tính như nào ấy, qua cái cách lồng tiếng của nhân vật. Cũng rất là tiếc là cái nhân vật của Final Fantasy 8 đúng là cái trò mình rất là thích luôn. Final Fantasy mình thích nhất là cái sự đa dạng của nhân vật rất là cao ấy. Nếu mà remake mà làm lại được lồng tiếng như này. Thế thì chúng mày cứ đứng đây để bố mày đi làm việc hết. What was that? Don't take it serious. Zell. Cypher, if we gonna go, let's hurry. Ồ, thế là đi facility à? Thế là đi điều tra cái bọn kia nó đang làm gì à?
Thế là cái anh Squall này là anh cũng nghe lời thằng Cypher này. Nhưng mà hình như là mình nhớ là cái thằng Cypher này ở lớp khác thế nào nhỉ? Sau quay lại cái cách kiểu chơi là một số cái trò như ghim level ấy nhỉ? Là hồi xưa là mình nhớ là có một cái đoạn mà hình như là mình cho cái thằng Zell lên đồ rất là mạnh ấy. À. Còn cái anh Squall này là cho ngủ cả trận luôn ấy. Hình như là để ghim level ấy, kiểu đấy là cái kiểu chơi hồi xưa ấy nhỉ? Đánh kiểu như là rất là farm cầy rất là kinh khủng luôn ấy. Ngay từ đầu game ấy. Nhưng mà trên thực tế là hiện tại là mình cũng không có nhiều cái ấy. Hay là mình sẽ mà cái này là thì mình sẽ à đúng rồi, mình có tăng tốc mà nhỉ. Thế thì mình phải tập trung mình hút một số cái như lần trước mình nói là cái trò này là nó là cái cơ chế của combat của nó rất là lạ luôn, là chúng ta phải farm rất là nhiều phép nhưng trên thực tế là không dùng phép, mà cái phép ấy để gắn để tăng cái chỉ số cho nhân vật đấy, nên gần như là farm rất là nhiều phép khủng nhá nhỉ. Nhưng mà đều để 100% chả dùng cái gì cả. At a chai. Bây giờ là chúng ta phải đi đến cái chỗ communication tower này, là cái kiểu đài phát sóng ấy, đài liên lạc ấy. Thằng này là Doblet. Cái Doblet là cái chỗ vùng này này, cái vùng cái cảng này chúng ta đang lên. We are CD candidate, we are dispatched by garden. À đây này, cái bọn Z-Fox này là bọn Gabardian Soldier. Bây giờ nó đến chiếm cái đài liên lạc rồi. Binet Okra Monster. Thằng này là bị quái vật ở kéo đấy. Quái vật là con gì thì các bạn sẽ biết được ngay sau đây nhá. Đấy, con rắn hổ mang rất là to luôn. Đúng là cái mấy cái thằng Final Fantasy là có mấy con quái là không biết ở đâu ra. Save it for me. Ok, tạm thời là mình sẽ tập trung mình hút level nhé, bởi mình sẽ có cái X3 này này. Mình sẽ hút hết mấy cái Q này, hồi máu ấy, và cho cái thằng Cypher này, này. Rồi từ. Sau có một cái nữa là cái trò rất là hay là có lựa chọn để tự đánh bản thân được mà chết nhé. Đây là mình vẫn nhớ là nó có cái tự đánh bản thân. Tự đánh bản thân đến tự kiểu tự tử đấy. Rất là hay, rất là. Bây giờ là nghĩ lại những cái cơ chế hồi xưa là nó cũng rất là vui luôn. Là như kiểu bây giờ là nó không bao giờ nó có cái cơ chế mà tự đánh bản thân nhỉ. Đấy, như kiểu hồi xưa là hay có kiểu là tự viện cho cái anh Squall này là anh tự giết mình ấy, để cho anh ấy ngủ, anh ấy nghỉm level rất là thấp luôn. Còn vì cái lý do như nào thì mình không nhớ, hình như là để cho quái nó yếu hơn. Bởi vì hình như là quái của trò này nó sẽ dựa vào cái độ mạnh của nó, dựa vào cái sức mạnh của party leader hay là của cái nhân vật chính nhà mình. Chắc là mình phải xem lại, bởi vì có nhiều cái cơ chế mình chẳng nhớ đâu. Ngay cả cái đánh bài ấy, cái cơ chế đánh bài như nào mình phải xem lại. Hoặc là đánh những nhân vật nào để ăn những con nó to ấy. Bây giờ là nó chẳng có gì, mình hút cái lửa đâu này. Chưa giờ mình nhầm ô từ từ. Cypher này nó có limit break này. Sau cái trò này là mình nói cho các bạn là cái limit break nhá. Cho những các bạn nào chơi Final Fantasy 7 ấy, thì là cái limit break này là nó kiểu ulti. Nó sẽ đánh khi nào được mình đầy bình, nhưng mà cái limit break của cái Final Fantasy 8 này thì nó lại là kích hoạt khi nào mà những nhân vật nhân nó xuống cái máu vàng này. Đấy, nó kiểu là đến cái gọi là tầm gần nguy hiểm kiểu này. À. Nên là nó có cái kiểu mà là cứ để cho nhân vật những cái nhân vật mà chúng ta muốn đánh limit break ấy máu rất là thấp luôn,
ghi máu thắt để đánh được cái mấy cái limit break liên tục. Đấy. Kiểu là hồi xưa là nó có rất là nhiều kiểu khai thác cái trò này. Cái Final Fantasy 8 nó cũng tương đối là lạ à. Tôi cho thằng này nó hồi nhỉ. Raw này. Q-Cat này. Cho hồi. Fire Drop. Cái khác này là cái mà để đánh trưởng thì nó lại ở trong cái mục Raw nhá, rất là hay. Hay là hồi xưa nó có ở trong mục Magic nhỉ? À đâu, nếu mà nó hồi trong cái mục Raw này là nó sử dụng luôn cái phép Q của cái bọn quái. Còn đúng ra là mình phải có cái mục Magic, đánh Magic ấy, thì nó mới chủ động là đánh được cái phép nào nó hiện ra. Nhưng mà bây giờ là chúng ta phải hút đây này, phải như Magic như ông nhân vật chính như mình đấy. Cái này là đổi như này, à, đổi này. Cái này là mình không kích hoạt cái đánh gì nhỉ, nó gọi là đánh bắp này. Bắp này thì nó sẽ kích hoạt limit break là bất kỳ lúc nào ấy. Không phải đợi những cái máu xanh này. Cái này là nó sẽ ok, sao tay nó đầy máu rồi à? Hay là mình bấm cái bắp này cái là nó nó tự đầy luôn máu nhỉ? Chắc là cái bắp này mình sẽ không dùng, bởi vì là mình sẽ chơi lại mà không sử dụng một cái búp nào ấy. Để cho các bạn nào mà chơi chưa chơi game này bao giờ hoặc là đã chơi thì nó có một cái trải nghiệm đầy đủ luôn. Chứ nếu mà mình đánh bắp thì trên thực tế là nó thực ra nó chẳng có gì vui lắm. Đánh cái bắp thì chẳng có đồ thì nó khỏe quá. Bây giờ là mình cứu ra này rồi, bây giờ mình phải vẫn lên cái chỗ đài quan sát này, nó gọi là đài Communication Tower. Đài, nó gọi là đài quan sát này. Thực ra là X3 nên là mình cũng chẳng cần gì mình phải ấy. Dài, veo. Từ hút cái này. Thunder. Nên là mình còn đi hút. Ok, mình sẽ cho hút một chút. Tìm nói à ghê đấy. Hút lửa chứ. Thực ra mấy cái phép này nó phép đều rồi. Hút mắc rồi à. Scan đi mà. Hay là mình sẽ cho bọn này chết luôn nhỉ. Có khi là cái hút này là mình sẽ hút ở ngoài đi. Hút này là mình nghĩ là tương đối mất thời gian. Chứ nếu mà mình chỉ ngồi mình hút không ấy thì mình nghĩ là có thể hút được vài tiếng luôn. Và mình sẽ cho thằng này lên đường luôn. Bởi vì là tích trữ cái ma thuật đấy là một cái phần, cái yếu tố rất là quan trọng của thằng này. Mình nghĩ là một trận có thể nói là cái yếu tố quan trọng nhất luôn ấy, không phải là quan trọng ấy. Bởi vì nếu mà không có tích trữ ma thuật, nó gọi là magic ở trong cơ thể ấy, thì là gần như là bạn sẽ không thể nào cộng được những cái chỉ số khi mà gắn mấy con GS đâu mọi người. Thế nên là cả cái game là chúng ta toàn phải đi tích trữ những cái trưởng mà mạnh nhất của cái game. Ví dụ là như các bạn đã chơi Final Fantasy ấy, thì cái trưởng ví dụ lửa nha, nó là fire nha, thì là cái trưởng cao là firaga các kiểu ấy. Đây này, con này là con set của mình là học summon max cộng 10. Từ mình đây này, mình phải cho nó học lại nha. Nó có cái gọi là refine mà re-sp này, cạc này, yêu cạc command. Cạc command này là có thể hình như mình nhớ là biến hóa cái nhân vật là những cái con quái thành cái thẻ, cái cát ấy. Cát là chắc là mình sẽ nói về sau, mình tập sau ấy. Này là nó cơ chế đánh bài rất là nổi tiếng, có thể nói là cái trò nổi tiếng, cái đánh bài rất là nổi tiếng luôn, trước cái Gwen của Witcher 3 rất là nhiều. Ok, mình sẽ học cái này Team Magic cái này. Cái này là mình sẽ nói sau, nhưng mà về cơ bản là nó sẽ cái gì nhỉ, điều chế những cái ma thuật từ những cái item ấy về cho mình mua.
Cái nói bây giờ nó hơi mơ hồ cho những các bạn nào mà chưa biết, nhưng mà mình sẽ nói sau nếu mà có cái cơ hội refi from item. Ok, cái này rất là hay. Mấy cái điều chế này là mình sẽ nghĩ là mình sẽ học hết này. Summon magic damage là 10 này, strength cộng 20 này. Element defense này. Cái này là nó sẽ cho cái lựa chọn lại Elemental Defense, Function này. Boot, Boop, Refine Magic. Ồ, cái này cũng ngon quá nhỉ. Nhưng mình sẽ học cái Boot, Boot được chưa? Ok, mình sẽ không tắt cái mà Random Encounter bởi vì mình muốn lên level một chút. Bởi vì nó x3 rồi thì mình thực ra mình cũng chẳng Generator Interrupt. Cái máy phát đã hoạt động à? No problem with the booster. The hell they doing? Cable disconnect confirm. Thế là bọn này nó đang làm cái trò gì nhỉ? Nói chung là nó đánh cái vùng này nha, nó chiếm cái đài mà gọi là đài liên radar quan sát ở đâu. Đài liên hệ, thằng này nó lại thích chơi. But be your real battle, you scare cipher. I try not to think. Thằng này kiểu hiếu chiến nhỉ, bố mày yêu thích kiểu chiến tranh, anh không sợ mà cái gì cả, chảnh vậy. Fulfill your dream, nhưng mà không biết là thằng này nó ước mơ thằng này là cái gì nhỉ? Nè, thằng này nó là ước mơ gì? You have one to don't you? Sorry but I gonna pass. Anh này không muốn chia sẻ vấn đề này. Yo, let me in on it too. Cái anh Squirrel này là kiểu nhân vật này là đúng là kiểu lạnh lùng ấy. Hiện tại là vẫn không muốn chia sẻ gì. Fucking thằng này bắt đầu múa. Đúng ra là đến cái tầm này là những cái bạn nào mà chơi farm cày ấy, là có thể đồ rất là ngon này, kiểu gieo này, các kiểu ấy. Chơi bài, đổi đồ ấy, có thể lên được như rất là nhiều cái đồ, găng tay, găng chân. Nhưng mà chơi kiểu đấy trên thực tế là mình nói luôn là nó cũng chẳng thực không không thực sự là vui là gì. Chơi thế không phải là hưởng thụ mà là chơi để là gọi như là nhỉ, để gọi là đã chơi chán rồi thì đập game ấy, kiểu đấy. Còn mình thì chơi được. Đây là lại cái con này này. Cái con mà mình dẫn đi tham quan trường này. Mà cái hồi mà cái cảnh cắt này vừa rồi nhé, là cái hồi xưa mà trên PC ấy, là có thể nói là rất là đẹp lắm rồi, không không thể nói được. Nè, you gotta show me around. I don't get lost anymore. À, bây giờ này này. Name là Sophia from Squad A. Ơ, cái này là không đặt đặt tên à? Selfie. Bây giờ là cái thằng squad leader của mình là nó bỏ đi rồi. Cypher là nó đi solo rồi. Romantic Dream. Mình nhớ là hồi xưa mình tiếng Anh mình không được tốt ấy. Mình xem cái này thì mình cũng thấy là cái thằng này là cũng không hiểu được là cái động cơ của thằng Cypher là như nào. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ là mình sẽ tiếng Anh tốt thì mình sẽ đọc mình hiểu rồi. Đấy, lại phải nhảy chơi luôn. Bây giờ là chúng ta có lựa chọn là có thể nhảy theo cái con này hoặc là đi theo cái đường dài này. Thế này, hoặc là đi theo cái đường. Hình như là đi theo cái đường này là nó đánh thêm một số cái con đấy ra. Nhưng mà mình nghĩ là mình chẳng cần. Nó sẽ khác biệt hơn một chút một số cái tiểu tiết. Là chúng ta phải đi cái đường chính không nhảy. Hình như là bây giờ là chúng ta là squad leader. Cái anh score này, help you equip GF. Ok, bây giờ là nó lại nhắc lại cho mình là quick hay là mình chia đều với con GF này nhỉ? Silva này. Silva cho mẹ con này đi. Bây giờ là cái anh score này là hình như là đang có Siva này, Infrit,
Ok, tạm thời là mình sẽ chia cho. Ok, chúng ta không cần chia cho cái con Sephi này một cái con Siva nhỉ, để cho nó học được một số cái kỹ năng cơ bản. Raw này chẳng hạn. Gel này lúc nãy là chưa có phép, bây giờ mình sẽ cộng và gán cái một số cái phép và cái magic của nó này. Đây này, cái này là nó để đơn giản hóa là bạn có thể chọn cái hướng gán phép của nó, gán cái ma thuật và những cái chỉ số vậy ở dưới màn hình dưới nó cái magic đang sáng ấy. Thì là cái này là nó gán luôn cho mình. Thì mình có thể gán theo hướng là attack này hoặc là defense này. Cái đấy nó rút gọn cái thời gian điều chỉnh cho mình, tự động hóa một số cái đơn giản này. Còn bạn ngồi bạn gán cũng được. Thế đuổi hết ra. The Captain Getting Away. Bây giờ chúng ta là Squad Leader nhé. You go up à? Quasby Captain. Blind, ngon quá nha. Anh không unable to stop blind sẽ thế nhỉ. Cái này là mù này, phép này là phép mù này. Phép mù này là nếu các bạn đã chơi Final Fantasy thì mấy mấy cái phép này nó tương tự giống nhau nhé. Ôi nó lại thằng này. Ôi ra chết rồi, thằng này nó không có hút rồi. Chị cho cô này hút một tí này. Cái anh squad này của mình không có cái chiêu hút rồi. Ôi rồi bấm nhầm rồi. Ôi sao cái di chuyển của nó trò này nó khó nhỉ. Magic ability này. Lúc nãy mình bút mẹ ra làm là. Ok bây giờ là mình phải nhớ. Cái này nó vẫn theo cái điểm nhớ này này. Ôi chết bấm nhầm. Mày quá. Tí chào ghê. À đây này không. Bây giờ chúng ta phải đi lên xem cái bọn thực ra cái nhiệm vụ đơn giản đấy, nhưng mà chắc là cái này là mình nói giải thích nhiều quá nên là cái khoảng thời gian nó rất là dài luôn nhé. Chứ nếu mà skip hết toàn bộ dialog ấy thì là rất là nhanh luôn. Cái này nó cũng chẳng có gì. Quét Major Bridge. Đấy, như các bạn nào mà chơi Final Fantasy thì mấy cái phần Final Fantasy nó có hai cái nhân vật là Quét và Bridge này. Nói chung là cái đấy là cũng rất là một cái gì đấy kiểu cũng rất là hay ở trong mấy cái bản Final Fantasy ấy. Nhiều khi như kiểu như là mấy thế giới Final Fantasy này là nó tồn tại kiểu vũ trụ song song ấy, kiểu kiểu ấy. Nó có nhiều cái nhân vật cứ trùng tên mình, cũng là nhân vật đấy nhưng mà tên tên vẫn là tên đấy nhưng mà nhân vật đó khác. Đây là thằng này đang sửa cái tháp này này. Check around, repair này. Cái thằng áo đỏ này là sếp à, cái thằng kia là đệ. Hình như là game nào cũng thế nhỉ, thằng Brit là thằng sếp và thằng Red kia là đệ. Bây giờ là chúng ta lên đập thằng một trận. Đấy, đang từ cái background chuyển thành cái phim ấy. Đấy, bây giờ di chuyển lại một chút, nó có kiểu Final Fantasy 7 nhưng mà cái phim này nó được nâng cấp một cách khủng khiếp luôn. Bây giờ là cái động cơ này nó khởi động này. Hồi xưa nhìn cái cảnh này là rất là hiện đại luôn. Mình không biết dùng cái từ ngữ nào để miêu tả cái độ mà chi tiết của cái phim này hồi xưa. Bây giờ thì nó quá bình thường. Sọ đẹp trai, quá đẹp trai. Mà nhìn bây giờ cũng rất là hiện đại nhỉ. Trong cái tháp này là thực ra là cái chảo ấy nhỉ. Chảo này là nó mới gửi thông tin bắn cái đi lên trời. Thế nên là mình bảo rồi, mình chơi cái trò này cũng tương đối nhiều ấy, mấy lần rồi nhưng mà cốt truyện đều quên hết, quá lâu rồi.
What do you think you're doing, man? Mày nghĩ mày đang làm cái trò gì? À, mấy cái thằng lính ở dưới đang làm gì? Quét. À. Cái thằng quét kia là đệ chạy. Thằng bị sơ lơ. I'm leaving. Cái này là bảng điều khiển đấy mà. Are you crazy? Just shut the fuck up. Ui đánh nhau luôn đấy. Nghe nhà rất là đánh boss. Ui. Mà cái team đánh kiểu đánh boss này là mình nghĩ là cái team battle mà hay mình thích nhất trong các dòng fantasy. Rồi mình xem ơn nó có cái chiêu gì mới. Mình sẽ kiểm tra xem là nó không hút được cả. Đó là một số nhân vật nó có kháng. Ôi Esuna ngon quá. Esuna này ngon. Đánh bốn. Gieo. Ok chưa cho nó hút một chút này. Ôi chết rồi, anh lại không có magic này. À đâu. Mình lại không hiểu sao mình lại bỏ item mà. Bullshit thế cơ chứ lại. Cái Esuna này là một cái kỹ năng giải độc ấy. Nói chung là rất là hay. Cái này là để buff cho một số cái chỉ số này. Ok mình tạm thời mình hút hơn một tí. Đấm. Thế là cái bọn này thì chẳng đam nó cũng to lắm nhỉ. Thôi chết rồi, bây giờ là cái anh em vật chính của mình là không đánh được phép này. Rất là nguy hiểm này. Bây giờ là cái thằng gieo này, không biết là nó có hồi máu này. Q Cure. Ui dồi. Sephir. Ui cái thằng Vít này. À Wet này, Wet này. À Wet này nó có Q này. Ok. No pay for him man. He's just stay home. Kiểu là sao bố mới gọi mày không xuất hiện đấy. Tháng này bố mới cắt lương à. À đánh lửa à. Đánh mình. Nên mình sẽ gọi con GF vào chút. Anh này thì sẽ hút cái hồi. Mình vẫn cần cái hồi máu này để khả năng tiện sẽ đánh boss này. Tiếp tục vào raw. Cái bọn này thì nó yếu thôi. Gọi GF ra. Gọi con Guardian Force nhà mình ra là cái là nó bọn này chuẩn bị lên đường thôi. Nhưng mà cái chính là chúng ta lại không có cái gì nhỉ. Cái bảo hiệp quên mẹ mất. Hồi máu này. Mình cũng không biết là bấm bút nút. Bút rồi. Nếu mà học, nếu mà cái mấy con Guardian Force mà học được cái kỹ năng bút ấy thì là lúc mà gọi, cái thời gian gọi lên này thì bạn có thể bấm, có lựa chọn bấm nút ấy để tăng cái chỉ số đánh của nó. Con cái thằng cho mình gọi đây. Con này là vẫn tiếp tục hút. Top Whining. Mình giải thích hơi bị nhiều ấy, nhưng mà nếu mà các bạn nào mà chơi, mới chơi thì mình thông cảm, mình giải thích hơi nhiều. Bởi vì trên thực tế là cái cơ chế của trò này nó tương đối là lạ so với những cái trò phai. Còn cái trò Final Fantasy 7 ấy, cơ chế nó rất là đơn giản luôn. Đánh nó rất là đơn giản luôn. Còn cái trò này nó rất là lạ. Còn cho những cái bạn nào mà chơi Final Fantasy 8 hoặc là thánh Final Fantasy 8 rồi, chơi rồi ấy, chỉ muốn chơi lại xem cho vui cốt truyện ấy. Nếu mà mình giải thích nhiều thì bạn cũng thông cảm nhé. Bởi vì cái đây là cũng là một số cái mà mình cảm thấy rất là vui ấy. Mình muốn nói để đúng là so sánh lại những cái dòng, những cái dòng game nhập vai bây giờ với cả game nhập vai hồi xưa ấy. Nó khác nhau như nào. Bây giờ là cái anh quay này mình không scan. Cái này còn boss là xuất hiện. Con này là con gì? Con này hình như là hút được đấm rất là kinh. Con này gọi GF được yếu nhỉ. Bây giờ cái thằng cua nhà mình là Blind. Hình như là một số nhân vật là hút hút Siren này. Cái rất là quan trọng nha. Là cái con boss này là nó có cái con GF Siren này. Siren như cái trong thần thoại ấy là cái bọn mà hát dụng thủy thủ ấy.
Cái thằng này là đánh được ấy chứ này. Đánh được Sephir Buza. Đánh combo lên xuống. Cũng không nhớ cái combo này lắm. Lên xuống B. Ifrit Q hồi máu nha team. Đây là mình vẫn giữ cho máu nó trắng nhá. Chứ còn bình thường là cứ để máu nó vàng vàng để đánh trưởng đấy. Con này hút được, có cái gì đấy. Ok, cái quan trọng nhất là hút được cái con Siren đấy nha. Cho những cái bạn nào mà chưa chơi cái trò này, cái đoạn này là cực kỳ quan trọng, là phải hút được cái con Siren này. Đó. Là cái là một trong những cái con GF ấy. Nếu mà không hút được con Siren của con này, của con boss này là gần như là cả game là bạn lại không là bỏ luôn. Là cái con Guardian Fox. Nên nó rất là lạ là nó rất là lạ như là trong là có những cái con Guardian Fox ở trong những con quái. Đấy, rất là lạ luôn. Cái cơ chế rất là lạ. Con này là nó cũng chuẩn bị đánh được này. Float Duo Overcast. Protect on ngon quá nhỉ. Selfie cái nó gọi là limit break của Selfie hình như là đánh trưởng nhiều lần. Khác còn đánh một cái magic nhiều lần. Có nghĩa là về cơ bản là con này của mình thiên về đánh khác. Không phải đánh vật lý như kiểu anh Zeo với cả anh Skua nhỉ. Con này là thiên về đánh phép. Nhưng mà trên thực tế là cầm côn rất là ác. Đấy, sử dụng cái phép protect này. Ôi nhưng mà sẽ là random à. Ui. Cái protect này cho các bạn là không biết ấy, thì là cái phép protect này là đánh double cho những cái nhân vật nào ở đâu là tăng cái giảm cái damage vật lý 50% cho những cái quân lật, mà cho những cái con nào mà đánh cơ thể của nhân vật được boost, kiểu giảm 50% lực đánh physical kiểu. Nhưng mà chúng ta phải boost vào những nhân vật ấy của chúng ta. Cái dở là mình không scan được cái con này là máu bao nhiêu này. Cái thằng Skua nhà mình thì nó lại là trang bị cái ok cái double rất là mạnh luôn nhá. Mình nghĩ là mình cứ đứng boost. Nhưng mà cũng may là chúng ta có X3 nên là không phải mất thời gian để ngồi xem gọi GF này. Còn cái bản cũ nhá. Còn cái bản cũ mình nhớ là tốn rất là nhiều cái thời gian để mà gọi GF luôn. Storm Breeze. Chết rồi. Mày mạnh quá nhỉ. Magic. Boost cho cái thằng Zeo nhà mình đấm. Double này là đánh nhân đôi cái đánh vật lý thôi. Một cái nhân vật nào. Thôi con này chết rồi thằng. Double này. Gieo chúng ta là ăn hành. Ơ, sao Squad này lại có magic này. Lửa này, Blizzard, Thunder này. Siva, con này cũng gọi được. Con này Siva phệt đó nhỉ. Ok, thằng là cái thằng Gieo đó, bây giờ mình sẽ đánh tay, đánh vật lý, đánh tay. Bởi vì là nó được boost double này. Không biết là con này là bao nhiêu máu nhá. Để mình phải scan lại. Sao lúc nãy thằng này nó hiện item nhỉ? Là cái thằng Skua nhà mình. Hake. Ok. Con này là 1.000 máu. Bây giờ 1.400. Con này have no effect. Level 9 ấy. Điểm yếu là nó không ghi điểm yếu à? Nhưng mà hình như con này điểm nó là gió ấy. Mặc định là mấy con bay bay là điểm nó là gió. Diamond Dust này. Con này nếu mà hồi xưa là mình không biết chơi ấy, là con này tương đối là thử thách ấy. Thực ra nếu mà nói về để phá đảo ấy, thì mình chỉ phá đảo cho này một lần. Còn nếu hồi xưa không biết tiếng Anh thì cứ chơi đi chơi lại mấy chapter đầu suốt ấy. Cũng chả phải gọi là... Ôi chết rồi. Raikouken này. Không bỏ mẹ nữa. Bấm kiểu gì nhỉ? Thôi ra, bấm kiểu gì nhỉ?
Trigger này. Chết rồi. Ủa. Mình coi thường được quá. Cái vẫn lại phải chơi lại bằng mấy. Có potion này ngon. Có cái bầu mẹ nó may quá không đánh thằng ấy của mình. Ok, chúng ta sẽ tập trung hồi máu. Ơ, sao cái thằng gieo này bây giờ nó lại không ấy nhỉ? Có sao... Ủa, mình lại hút mẹ cha chứ. Ủa mẹ. Magic này. Anh này sẽ hồi máu trước. Thêm bằng B này, lại trái B này. Nó có một số cái combo cơ bản thì mình hơi bấm. Căng quá nhỉ. Ô, mình hồi máu cho nó ra. cái trò này rất là nhiều cái rất là lạ luôn. Ông Phoenix nào chết rồi. Ui. Chết luôn á, à? Kinh quá nhỉ. Bỏ mẹ rồi, không ổn nữa. Không chuẩn. Mình không bấm được gì nhỉ? Bấm cái nút gì bấm nhỉ? Ơ kìa, à đây. Bấm R1 à? R. Ôi, con này chết luôn à? Ngon quá. Tí chết. Con này là nó có cái trưởng lốc về đánh xét. Mình cứ coi thường nó ấy hả? Mẹ tí chết. Tí bị con chủ đầu tiên kia. Thế này không phải con chủ đầu tiên nhỉ? Nó phải là Infrit này đầu tiên. Thực ra cũng không được kinh nghiệm. Elysee à? The Return Weapon Man. À, cái này là tạp chí về vũ khí này. Cái này đúng là kiểu hồi xưa làm cái tạp chí vũ khí này là nó cho mình những cái công thức ấy. Để ghép kiếm ấy. Nên là để biết được cái lên kiếm nào là chúng ta phải mua cái tạp chí. Cái này chắc là mình sẽ nói sau. Này, Siren này rất là quan trọng. Squad B Captain. Excuse me. À, con này là nó sẽ đưa tin cho cái thằng squad này. Ô member cần hết. À, bây giờ có chỉ thị mới của SQ, còn là phải rút quân này này. Lúc 7 giờ tối 19 giờ. Rút quân. Vẫn có kẻ địch xung quanh. Ok, con này nó chỉ là cái người đưa tin. Kiểu cái hồi xưa là điện thoại di động vẫn là cái xa xỉ. Trên thực tế công nghệ rất là hiện đại này. Nhưng mà không có cách nào báo tin mà cách là đi truyền miệng này. Là I say. Nè, có nghĩa là phải tập trung lại ở bãi biển lúc mà 7 giờ tối tối này. Bây giờ cái chỉ thị mới của trung tâm là phải rút quân. Chúng ta chỉ còn mỗi nửa tiếng thôi. Chúng ta còn nửa tiếng để có thể quay về rút quân này. Còn rất là nhiều thời gian luôn. What the hell he thinking he? Why don't you ask him? Cái thằng squad leader của chúng ta lại đi. Bây giờ chúng ta còn rất là nhiều thời gian. Bây giờ mình không biết là nên hồi sinh bọn này. Bây giờ là hồi sinh bọn này này. Magic này. Bây giờ chúng ta lại phải hồi sinh, sử dụng magic để búp bọn này lên. Đúng ra cái chỗ này là chúng ta có thể farm được một level ít đấy nhỉ. Hiệu máu mấy nghìn ấy. Như là mình nhớ hồi xưa mình chơi là cái thời điểm là mình có thể đi farm. Ơ sao cái này nó di chuyển kiểu gì nhỉ? Nó cứ khó nè. Ok, đi xuống rồi. Ở dưới này, trên này chẳng có gì hết. Thằng này đang gục rồi. Thằng này mình đang bị đánh ngất. Thằng này bỏ ra ghét. Đúng kiểu hồi xưa. Now go destroy them. Anh ấy đã ngủ tiếp. Bây giờ nó gần lập trình cái con thì nó đánh mình. Thằng này lại thằng này à? Mình nghĩ là cho lên đường quất đấy. Ok, mình sẽ tua nhanh. Mình vẫn cần một số nhân vật chúng ta lên level chứ. Bởi vì như cái lần trước là mình chơi là mình không sao lên rồi.
Thế là mình chơi đúng kiểu là những người bình thường chơi. Không biết gì Final Fantasy chơi đấy. Còn mình nghĩ là có thể là nhiều bạn gọi mình cái kiểu mình đang chơi là gà nhá. Nhưng mà mình nói cho các bạn biết là mình không phải là gà, mà mình biết là cái kiểu mình chơi là nó không phải tối ưu nhất đâu. Tối ưu nhất là kiểu là các bạn là tầm này là các bạn là phải có mấy nghìn máu rồi cơ. Đấy. Là tối ưu nhất đấy. Đã farm cây rồi. Một chút rồi. Cái đấy là mình biết mà. Nhưng mà thôi, để cho cái game nó vui thì mình mới chơi game như cái kiểu là mà như bình thường. Nói chung là như vậy. Từ từ, anh nhìn scan. Cái scan của mình yếu nhỉ. Con này có hút không nhỉ? Có chết lần nãy mình không trang bị GS rồi. Có con Siren mới đấy. Ui, con này máu 5600. Con này yếu với set này. Bây giờ là mình phải con này hút đi. Vô tách hả? Ngon quá. Vô tách này quan trọng. Ok thằng này. Anh này cứ hút vô tách. Còn đánh set thì cho cái thằng gieo nhà mình. Hút thêm vô tách. Không hút được. Thunderstorm, ok. Con này là máy mà nó yếu với cả set. Ô, cái đoạn này mình chơi hơi bị... Ui, 700 máu rồi đó. Oh my god. Vô tách. Ai mất máu đấy. Con này là tự hồi rồi đi. Này nó ấy kinh quá. Ok, tạm thời là mình cứ hút Protect. Mình không biết là mình hút này có hiệu quả không, hay là mình cứ đánh thì sử dụng cái cát cho con này. Con này yếu quá. Thế nên là đánh tay bây giờ cũng không hiệu quả nào. Chỉ gọi GF với con này có cái chuẩn điện. Chơi cái trò Final Fantasy 8 là rất là lạ, là chúng ta phải spam GF mấy cái đầu game rất là nhiều rồi nhé. Bây giờ phải chạy này. Bỏ chạy. Cho những cái bạn nào mà chơi rồi ấy, thì mình cũng biết là cái con này là có thể giết được con này nhé. Nhưng mà theo kịch bản là cái đoạn này là chúng ta không thể giết được con này. Nói rất là khó hiểu luôn. Bởi vì là những cái bạn nào farm cầy ấy, thì là cái đoạn này là có thể đánh chết, có được chết được con này rồi. Có vũ khí tốt một chút đấy. Còn nhưng mà theo kịch bản chuẩn thì là cái đoạn này là chúng ta không biết được con này. Đó rất là khó hiểu rồi. Ôi, lại đánh nó à? Ôi mày. Con này là hình như máu nó vẫn 5000 mấy thôi nhỉ. Ok, mình sẽ cho con này là búp chính cho cả team này. Búp cho cái thằng Zeo này. Thằng Squa này là anh đánh ít nhỉ. Bây giờ chỉ có cái gọi con sếp này là nhanh. Thực ra 30 phút này nó rất là dư nhiều thời gian nhỉ. Mà hình như là cứ loanh quanh mà không thoát được cái chỗ này mà trong vòng 30 phút là game over thôi. Mình chả nhớ lắm. Bây giờ là chúng ta cứ hút nhỉ. Ôi, được có một số tách ra. Hút hiệu quả lắm. Cái hay là cái tua nhanh x3 này là nó lại không ảnh hưởng đến cái thời gian này nhé. Rất là hay. Mình cứ hút nhỉ. Selfie. Kill. Stop này. Mình loạn hết cả lên này. Bây giờ là dùng phép cho anh Square này. Thằng này nó vẫn đánh. Con này hồi có tí thôi. Hay là hồi cho ai nhỉ? Square này. Thằng này tự hồi cho bản thân này. Cu. Ok. Hồi cho ai đấy? À, tự hồi bản thân rồi. Sáng nay mình khó nhìn nhỉ? Tiếp theo này.
Nên là tua nhanh ấy các bạn, nhưng mà bạn để ý cái thời gian của nó nhá, trôi rất là bình thường luôn. Hay là bình thường nhỉ? À, đúng không? Tốc độ trôi thời gian rất là bình thường. Nên nếu mà nói nghiêm túc chuẩn ấy là tua X3 này là vẫn trên da đấy nhá. Rất là hay. Là đúng ra cái đoạn này là rất là khẩn cấp, nhưng mà tua X3 này chúng ta có lợi thế hơn về thời gian. Chắc là mình nhớ là con mình phải tẩn con này mấy lần nữa. Mà không biết là nó có hồi máu nhỉ? Square nhà mình là Magic Scan đúng không? Ngày này vẫn đánh con gọi bắt xét này. À, đúng là máu nó đã hồi lại nhỉ, đúng không? Cái này là đúng ra là hồi xưa là nếu mà có kiếm, mình là cũng giết con này một lần, là hồi xưa mình farm cầy kinh lắm. Hồi xưa là nếu mà bạn là kiếm ngon, ví dụ là tầm này là có light hurt ấy, mà ví dụ level cao rồi ấy, thì có thể nhảy vào giết con này luôn, chém mình nhớ hình như là 500-600 phát chém. Chém rất là kinh luôn, không phải là vớ vẩn. Con này có gọi mẹ ra cho lên đường này. Có cái mút quên này. Dưới của mình ăn đòn. Heo phai. Có cái thằng này của mình vút được rồi. Không có cái lựa chọn bấm. Con này nó lại ngất rồi kìa. Hình như là hồi xưa là 20 frame trên giây thôi nhỉ. Nên là nếu các bạn ở B chơi là 60 FPS hoặc là 30 FPS. Nhìn cái hình cái trò này nó cứ không phải là giật đâu, nhưng mà cái frame rate nó thấp ấy. Lại ngất. Mình nghĩ là chúng ta phải đánh con này vài lần. Cái này là nó liên quan đến kịch bản ấy, script nhá. Ok, chúng ta cứ đi xuống. Sau hết là nếu mà bây giờ chúng ta giết con này, để mình nói là đủ level giết con này, mình nhớ hình như là được một số cái đồ thưởng. Mà nếu mà giết con này thì sẽ bỏ ra cái đoạn cắt cảnh rất là hoành tráng, diễn mình cho các bạn xem. Bây giờ nó nhảy chặn đầu luôn ngay. Con đĩ ấy. Ok, mình cứ cho Siva đi. Thực tế đây cũng chẳng cần, bây giờ mình cứ hút cái Protect này cũng hay. Nó cầm thì nó giật. Cho mẹ thằng này nó hút nhỉ. Mình nghĩ là hút thế này nó chẳng cải thiện mấy đâu. Về sao đổi item nó hiệu quả hơn ấy. Mua đồ ấy. Có đổi lên trưởng ấy. Mình nghĩ là mình hút như này. Đấm tay hay là gọi cũng chẳng. Còn là phát lên. Bởi vì mình nghĩ là chắc các bạn nào mà chơi mà xem video này, hiện tại của mình ấy, thì chắc là cũng đã từng chơi qua trò này một lần rồi. Mình nghĩ là mình cũng chẳng việc gì để giải thích quá nhiều. Nhưng mà mình vẫn giải thích nhiều bởi vì đối với những cái người mà chơi hồi xưa thì đúng là nói lại những cái này rất là hay, rất là vui luôn. Nói lại những cái cơ chế để so với những cái game hiện tại mà chúng ta đang chơi. JRPG nó khác biệt rất là nhiều rồi chứ. Đúng là bây giờ mình chưa chơi cái trò là giống Final Fantasy 8 này. Thực ra là mỗi trò Final Fantasy 8 này nó khác nhau tương đối nhiều. Nó chỉ có cái điểm chung đó là cái trưởng của nó gọi hiệu lửa này, băng này hay là gió này. Tên nó sử dụng là một loại tên, nhưng mà cái gameplay của nó thì nó gần như là khác. Ôi, nó vẫn làm căng ấy, nó đuổi mình kinh. Đây nó vẫn lùa mình này. Nautilus. À, cái đoạn này nó chuyển sang cắt cảnh. Đấy, nó đè cái xe này. À đâu, hình như đến cái đoạn là mình thoát rồi. Mình không phải đánh nhau nữa đâu. À, hình như vẫn đánh nhau một lần.
nhau thêm một lần nữa. Quasi. À bọn này là Quasi à? Bây giờ chạy bán xong bán chết. Nhưng mà theo kịch bản là anh này vẫn chạy chậm nhát để bị con kia lùa. Đây nè, cái đoạn cắt cảnh rất là hoành tráng đó nhé. Nói chung là mấy cái đoạn cắt cảnh mà nó gọi là ở cái đoạn đĩa 1 ấy đều rất là hoành tráng luôn. Kiểu hồi xưa là đỉnh cao của những cái trò chơi ấy, đoạn cắt cảnh của Final Fantasy 8. Final Fantasy 7 hồi xưa đã kinh, Final Fantasy 8 cắt cảnh rất là hoành tráng. Rất là tiếc là những cái đoạn này nó không làm lại được. Đang bị lùa này. Kiểu Terminator nó luôn. Sợ. Đấy nha. Chị giảng viên này là chị. Chị rút cái khẩu súng ra bắn rất là kinh khủng. Mình không biết là mình xem cái cảnh này bao lần luôn rồi. Bởi vì là hồi xưa là hồi bé mình không biết chơi ấy. Nên mình cứ chơi quanh đi quanh lại cái mấy cái đoạn chapter đầu này suốt. Nên mình cảm thấy là vô cùng ấn tượng với cả những cái đoạn cắt cảnh của game này luôn. Thế cũng là một cái phần nên mình cảm thấy là cái Final Fantasy 8 là cái game Final Fantasy mình thích nhất thôi. Ưa thích của mình. Bởi vì là về những cái ấy như vậy. Chứ không phải là cái gameplay của nó đâu nhé. Nhưng mà mình nghĩ là chắc là Final Fantasy, những cái bản Final Fantasy nào mà đầu tiên ấy, của các bạn chơi thì mình nghĩ là phần lớn là đều là những cái ưa thích của nó. Favorite ấy, nó gọi là favorite. Tiếng Việt thì nó gọi ưa thích thì nó nghĩa nó không chuẩn lắm. Ưa thích nó gọi là ưa thích nhất nhỉ. Being leader are the easy. Ơ, thằng này nó bê nó lại bảo cái gì. Oh, they did one get him. À, tất cả cái bọn chó kia chả làm gì, chỉ cản đường tao. Là cái đội trưởng thực sự không phải việc dễ dàng. Mẹ, thằng ấy chảnh đấy nhỉ. Thằng ấy rất là chảnh đấy nhá. Quistic à? Good job. Quistic này hồi xưa rất là hot luôn nhá. Nhìn tạo hình nhân vật rất là đẹp luôn. Cypher. Chỉ cho phát thôi. Thầy đi vẹ rồi. Kiểu chị bó tay. Let me back at garden my shanda. Dismiss. Good. Bây giờ là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi mà. You're free to go. You can buy some souvenir. Đây này. Cô ấy nói là. Đây này. Có nghĩa là cô đã bảo là bây giờ chúng ta có cái là các cậu có được khoảng thời gian kiểu free time ấy. Bây giờ thích đi đâu thì đi, nhưng mà tí nữa về trường phải họp ấy hả? Thế cô này nói đi không? Đây này, lại nói lại. Ok, cái hội thoại hồi xưa thì nó không không có nhiều lựa chọn như bây giờ đâu nha. Bây giờ là mình bấm vào nhân vật một vài lần. Ô, cái thằng này nó lấy xe đi mẹ rồi đấy. Không đợi mình này. Mr. Ego. My Athelbach. Bây giờ chúng ta phải đi bộ ở trường nhục. Ok, đây cũng là cơ hội chúng ta đi khám phá cái chỗ này một chút nhỉ. Chỗ này nó gọi là cái nâu nâu à, không phải. Ôi giời, mấy cái nhạc này rất là huyền thoại luôn nhé. Mấy cái nhạc nền của cái này. À, cái vùng này nó gọi là ba lầm. Bây giờ chúng ta có thể nghỉ để hồi máu. Rất là rẻ thôi. Chắc là mấy game mà Final Fantasy mình nghĩ là mấy khách sạn đều rất là rẻ nhé. Đúng ra mình nghĩ là hồi xưa là khách sạn rất là đắt tiền luôn đúng không? Nhưng mà trên thực tế là khách sạn trò là rất là rẻ bèo luôn. Chả hiểu là cái bọn này sống kiểu gì. Khách sạn kiểu housekeeping thì đúng là đắt tiền. Nhưng mà hình như có mỗi cái Final Fantasy 15 là mấy cái chỗ ăn nghỉ là đắt một chút nhỉ. Từ mình có chỗ là nhớ ấy. Mình sẽ hút cái này là cái gì khác gì đây? Thunder. Ok. Chung là cái làng này là cái đây này, cái cô này rất là quan trọng. Nhưng mà chắc là mình sẽ nói các bạn sau. Nhân vật tương đối quan trọng, có nhiều cái side quest rất là hay.
cái chỗ này là đường tàu đúng không? Chúng ta tham quan là cái trường này, cái khu này một chút nhỉ. Do you make I ban anything? Chỗ này là shop này. Chỗ này dùng item holy water eto screen. Nói chung là mấy cái item này là cái công dụng của nó tương tự với những cái dòng Final Fantasy trước. Có một số cái khác, ví dụ là chúng ta phải mua fuel này, gọi trên tận mình tạm gọi là xăng ấy. Can xăng nhỉ. Cái này để dùng để đi xe, lều này. Lều cái này để hồi khi mà nhân vật ở cái thế giới bên ngoài chúng ta hồi. Tương tự như là chúng ta đi nghỉ trong khách sạn. Nhưng mà cái này là lều này là kiểu mang tính chất là nó khẩn cấp ấy, sử dụng khẩn cấp để những cái chỗ nhớ ở trên ngoài bản đồ. Repulsion này. Cái này là mấy cái dòng trước. The Return này. Mấy cái này là lúc em mình nhặt được mà cũng có thể bỏ tiền là mua được hết này. Queen of the Card, I travel over world monitor and for the van. Cô này là cái cô cái gì nhỉ? Nữ hoàng về những cái quân bài. Chung là cô này là một cái người có tầm ảnh hưởng rất là lớn đến cái luật chơi bài của cả thế giới Open. Bây giờ mình có thể trả cô này 30.000 thì cô ấy thay đổi cái luật. No. Đây là vẫn open à? Xem. Cái gì nhỉ? Current trend of trading. One with respect. Cô này giống như kiểu cái cô ra các điều luật để chơi bài. Cái yếu tố chơi bài này là chắc là mình sẽ cover một cái tập sau này. Bởi vì nó tương đối lằng nhằng. Đây là cái shop này, store owner. Đây là cái chỗ này là mua vũ khí này. Revolver này. Thời trang 27 hit 25. À đâu, cái này là hiện tại đang dùng chứ đúng không? Bây giờ là muốn chúng ta mở được nhiều nha, chúng ta phải biết được công thức. Mà công thức biết được là như nào. Mom, I'm home. Đây là cái nhà của thằng Zell này. Đây là nhà của tôi. Hình như là mình có thể ngủ ở nhà thằng này miễn phí. Take care Zell. Không biết thằng này có vẻ Zell nhỉ? Hay Zell hay dai cái gì này. À đây này có tạp chí này. Hình như là mình nhớ là cái trò này đúng là kiểu hồi xưa ấy, nó rất là nhiều cái bí mật nhá. Nó không phải là kể cho mình đâu nhá. Còn giống như kiểu game bây giờ là nó có rất là nhiều cái side quest ấy. À, trên tầng tầng này là trên là phòng của nó. Bây giờ nó không cho mình lên này. Phòng của tôi trên đấy à. Điều thiêng, đấy là một cái gì thiêng liêng, sacred. Là nói chung là về sau mình vẫn lên được cái phòng này. Nhưng mà mình không nhớ là như nào. Cụ thể là như này. Từ từ mình à bên này là quay lại. Mình nghĩ là bây giờ chúng ta có thể đánh bài được rồi. Nhưng mà chắc là mình để cái tập sau mình nghe đi. Cái đoạn này là Tilden Martin, Me and My Girl. Chúng ta là có cái lễ hội ở trường à. Bọn này là muốn tham dự khu uniform. Bọn này là ban nhạc. Đây là chúng ta có cái lựa chọn là thuê xe là car rental này. 3.500 mà đắt thế. Có hai loại xe này nhá. Mà đắt quá nhỉ. Thôi mình nghĩ là mình sẽ đi bộ. Ok, chúng ta sẽ đi bộ về trường một chút. Từ tua nhanh lên nào. Hình như là mình nhớ là đi bộ ở chỗ cái đường này là không bị quái thú nó túm nào. Cũng chẳng sao, bây giờ mình đánh một chút. Có X3 rồi thì quật mình phát chết rồi. Bây giờ chúng ta phải đi về nghỉ làm cái gì. Về trường rồi, rất là hoành tráng. Hoa
Ủa cái tập này rất là dài đó nhé. Seriously. Wait for the test result. À, bây giờ sẽ đợi để kết quả cái các giáo viên này chấm điểm cho mình. Chấm điểm năng lực, bởi vì như là mình nói ở đầu cái tập này là tất cả cái đi mà đánh nhau lúc nãy vẫn là một cái bài kiểm tra, nó gọi là bài kiểm tra thực địa. Đấy là một phần trong cái nhiệm vụ của cái bọn này, nó gọi là CD. Chúng ta sẽ đi vào trường đi bộ. Bây giờ chúng ta chia tay với hội. Thằng này nó là thằng này. First go home. Thằng này là đây này. Bây giờ là chúng ta lựa chọn đánh. Nhưng mà chắc là mình sẽ cover trong cái tập sau. Chắc là đánh bài với nhân vật nào là mình phải xem. Có rất là nhiều nhân vật có thể đánh bài được. Đây này chúng ta. Ok mình sẽ mình đã định nhớ rồi. Mission complete, I think. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Bọn lại báo cáo thầy hiệu trưởng. The candidate at back safety, right? Although we didn't realize the government after urban communication. Không biết là nó đi, nó chiếm cái đài liên lạc đấy. What from Dulles, Duke Dom. Agree to withdraw as long as communication repaired and uplink remain operate. Oh, thế cái bọn Z-Fox này này, này Z-Army này này là nó chấp nhận để rút quân nhá. Chừng nào mà cái đài liên lạc đấy nó vẫn được sửa chữa và bật lên để sử dụng, chứng tỏ là cái bọn đấy là mục tiêu của nó là chiếm cái đánh cái chỗ đấy để chiếm cái đài liên lạc radar này nhá. Cái trò này đúng kiểu hồi xưa rất là lạ luôn nhá. Là ví dụ đài quan sát này không phải tự xây được mà phải chiếm. Kiểu nó có một số cái địa điểm chiến lược. We could make more money if they stay and call more rockets. Cô đây bảo là nếu bọn đánh nhau ấy thì chúng ta có thể đi loanh quanh kiếm được nhiều tiền. Bây giờ mình sẽ nói chuyện mà chắc là nó chuyển sang cái nhiệm vụ mới. Sao mình không xếp vào đây nhỉ? Từ từ là cái gì nhỉ? Battlefield whatever. That great whatever. Đúng kiểu cái lựa chọn của thằng này bây giờ. Result of exchange bien. Ok, chúng ta sẽ biết được cái kết quả sau. You did pretty well. Tốt chẳng có gì. He my best student. À, câu này rất là tự hào về học sinh. He này là cái là anh ấy không giỏi việc giao lưu xã hội lắm này. Hỏi cái gì im như là thóc. Đúng là cái trò hồi xưa là nó không dạy mình bảo mình phải đi đâu đâu nhá. Là cái chỗ bọn chặn đường. You done better, better shape. Hình như là mình phải về phòng của mình. À, đây là cipher này. Communication duplex. We would be hero if it wasn't for that withdrawal order. Thằng này nó kiểu hiếu chiến nhỉ. Thằng này nó đúng không ạ? My dear instructor mediocre work instructor like you never understand. Thằng này nó xỉ nhục cái cô Quistic này. You can take all responsibility for living designated area. Cái cô Su này bảo là mày sẽ chịu trách nhiệm về cái quyết định vớ vẩn của mày. Vì cái mục cái nhiệm vụ chính của chúng ta là chỉ bảo vệ an toàn này, chứ không phải đi truy sát cái bọn kia. Isn't it the captain's duty to take best possible action? Cipher, you will never with CD. Call yourself captain in a job. Thằng này là, nhưng mà đúng là cái thằng này nó không có tư chất làm đội trưởng rồi. Kiểu hành động rất là kiểu cảm tính ấy. Mà không có tinh thần đồng đội một chút nào luôn. Thằng ấy đang ức chế, nó đang cười kìa. Cái kiểu animation này giống kiểu Final Fantasy 7. Mấy cái thằng boss ấy nhỉ. Kiểu cười rung cả người. Cipher, you will be disciplined. Em sẽ bị phạt. Và sẽ phải chịu những hình phạt.
À, bị phạt cho những cái hành động thiếu trách nhiệm của em, thầy hiệu trưởng nói đấy, em phải sự theo nghe theo cái mệnh lệnh một chuẩn xác lúc mà đánh trận. Nhưng mà tôi không phải là quá khắt khe với anh, kiểu kiểu đấy, sympathy không ạ. Tôi không muốn tất cả các em thành một cái cỗ máy. Think and act for yourself, ok? I am. Mấy cái bọn mà Garden Faculty này rất là lạ đó nhé. Là kiểu lúc nào mặc cái áo là trùm mũ. We have some business. Đây, cái thằng này nó bảo là thầy hiệu trưởng là có cái việc cần ở trong cái office ấy. Thằng này là đang bị chửi, là đang khó chịu ấy. Không có gì muốn nói mình. We are not đây nè, thằng này nó nói rõ hơn là với tổ chức của chúng ta. CD này nha là về cơ bản lính đánh thuê. Và đây đây không phải tổ chức phi lợi nhuận nữa. Ok. Có nghĩa là cái ông, nói chung là cái thằng chủ của cái Đúc Thao này. Bây giờ chúng ta phải qua cái chỗ lên tầng 2 để báo cáo lại cái kết quả. Bây giờ chúng ta lại quay lại lớp học nữa. Ok, chắc là mình sẽ nhớ vậy nhỉ. Tập đấy hơi bị dài. Và lần sau mình sẽ chơi tiếp em cái cốt truyện là như nào. Cái phần này mình chỉ gói gọn ở trong cái mục mà đi đánh cái chỗ cảng này thôi. Ok, mình sẽ nhớ rất là nhiều slot nhớ luôn. Nhưng mà mình nhớ hồi xưa rất là nhiều slot nhớ luôn nhé. Một cái thẻ nhớ mà có 2 MB mà rất là nhiều slot luôn. Mà cái này là chỉ là một cái ô nhớ của một cái game thôi nhá. Trên thực tế là nó có nhớ được rất là nhiều game luôn. Ok, như thường lệ nếu các bạn thấy video hay thì like, chia sẻ, để lại comment. Và để tiếp tục theo dõi được cái các tập khác của cái series cùng chơi Final Fantasy 8 và bản remaster nhé. Trên mình chơi trên máy Switch thì xin hãy đăng ký kênh của mình trên YouTube. Và nhớ nhấn cái chuông để được cập nhật các thông tin nhanh nhất. Còn nếu các bạn đã xem được cái video trên Facebook ấy, thì xin hãy cứ like fanpage của mình là Bontofit thì để cập nhật được các thông tin hàng ngày với các game trên Switch, PS4, PC mình chơi. Ok, mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn ở một tập khác.